Chào các bạn, bữa nay mình mua gà, đùi gà mình về mình úp, mình chiên ăn cơm chiều này các bạn. Đó, đùi gà thấy không? Gà đây gà công nghiệp nha các bạn. Về mình úp gia vị vô, cỏ, hành củ, ớt, tiêu, bạc. Rồi mình chiên này, đường. Rồi mình úp chầm chầm để 15 phút, nó thấm thành rồi mình chiên nữa các bạn. Thấy ngon không các bạn? Rồi đây vừa úp cho cả nhà các bạn ăn. Mà mua lựa đùi nó mắc hơn, còn là cho bén không có đùi á, mà bén lại thịt kia kia sẽ kẹt cái đùi mua này nó bén 60 ngàn, mà mua đùi không 70 ngàn thôi nè, 70 ngàn một ký. Đây là 5 cái đùi 6 lạng để cho thêm cục đây nữa nè. Đây là sẻ nè, sẻ nè, ớt nè, hành củ nè, tiêu hột nè, dễ dập dạp tay với lại tỏi, hành củ đỏ để mình dễ điều lên rồi xong mình úp. Nhớ lưu ý là úp về đỡ 15 phút nha các bạn, mình nó thấm. Mình mua đùi gà mình đừng có mua về cái đùi này, nó luôn một cục thịt đây á, ăn rất là dễ. Mình mua cục đùi này nó cắt xét gì rất là ngon nha các bạn. Mình chiên cho nó kia cũng như mình quay vậy. Mình ăn cơm chiều, còn là mai mình dở đi làm các bạn. Nhiều lắm. Cho ăn vàng xong mình muốn chớ đồ gia vị vô. Mình chiên cho nó vàng nha các bạn. Còn đây là mình nấu sôi canh. Bạn coi xem sôi canh của mình nấu nè. Nó chín rồi. Đây là canh. Canh đó mình chiết nạc á. Mình bằm. Mình bằm gia vị vô, tiêu hột, hành, bột ngọt, tí đường. Mình bằm gia vị vô xong rồi mình để cho ấy rồi xong rồi mình muốn nấu nhiều thì mình sắn rồi mình nấu bỏ trong tủ lạnh ngăn mát đó. Mình nấu canh là đây là canh cải, rau dền, trình tơi đó, mình nấu đủ loại rau rất là ngon. Rau dền hay để rau dền màu đỏ, rau dền màu đỏ, nấu xong canh rồi buổi chiều mình ăn thì nó mát. Mình nấu xong canh đó. Đây là canh cải thịt bằm nha các bạn. Mình ăn cá canh, cá thịt cho nó thịt thì nó đen mặn, ăn với rau sống. Sống mình đặt rồi bỏ tủ lạnh rồi đó nè. Còn ở đây thì mình ăn canh riêng cho nó đậy lại cho nó vị nóng, để lên bếp nhỏ mình ăn nóng. Thơm mấy bạn ơi. Được thơm. Chiên cái này ra đẹp, vừa đẹp này vừa ăn rất là ngon. Mình chiên này vừa dẫn lửa như thôi, còn nó chiên lửa cho vàng, vừa lửa quá nó ăn nó vàng lâu rồi nó lâu chín, cái chưa chín nó thịt thôi. Cho nên là mình lấy chéo gia vị vô rồi mình lăn cho thịt chớp cho nó quấn vô trong cái đùi gà, như kiểu như mình
mình quay vậy các bạn, ướp gia vị rồi mình quay vậy. Giờ mình có quay á, rồi mình dùng chảo mình chiên. Để lấy cục thịt ăn. Thịt vàng nó mua bơ rồi sao. Mình mua thịt ra mình ướp nhẹ, mình để dành khi nào mà ké mắt luôn ở thịt chiên mình có mình ăn chiều, hoặc là mình đi làm á, khuya mình chạy mình nấu cơm mình dở bên cái thịt đây này, mình thân ngay thân cho keo quả như mình dở đi làm, mình nấu kìm thêm xong canh nữa bạn, là mình dở đi làm ba giờ rưỡi là mình dậy à. Anh nói là mình muốn nấu cái gì là chiều mình ghé chợ đi làm, về với ghé chợ mình mua mình ướp ghê hết xong mình bỏ vô trong tủ, mình mai mình nấu thì mình đỡ trong tủ hơi á, còn nếu mà mình ăn đỡ lại hai ngày một ngày mình nấu á là đỡ trong ngăn đá cho nó có bị dặn luôn nó khỏi hư. Bây giờ mời các bạn tới nhà mình ăn cơm nè. Giờ mình ăn, mình nấu xong giờ mình dọn đi ăn nè. Bạn thấy đùi gà không? Dọn đi mình ăn cơm ăn nè. Nhìn nè, rất là ngon. Còn canh. Canh chảy nấu như là thịt bằm. Thịt của mình bằm chứ không phải là mua thịt chợ nha, mà mua thịt xong gì mình gia vị mình bằm diễn còn ngon. Được rồi, đây nè. Mình chiên mà nó keo quá nữa mà quất luôn thấm luôn ngon. Ngon các bạn ạ. Con sẽ mình quay chứ giờ không có ai vợ chồng à. Ngon lắm bạn. Mình chiên canh rồi trên nó mát vì bên đây nóng nực rồi mấy bạn à, hôm nay mình nấu canh rau và ăn chả mát.
Mời các bạn tới về xem kênh du lịch dùng bữa thịt ghẹ thơm canh cải nấu thịt bằm ăn rất là ngon nha bạn. Bạn về tin chợ mua đồ. Đi đồ về cho cả nhà các bạn ăn nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Các bạn xem phim mình để ủng hộ cho mình, chia sẻ, mình mới có động lực làm phim hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn. Chào. Bye bye.